Không biết. Đây các bạn ơi, mình đang đi ăn chè. Đi mua chè, chè đi ăn gì chứ mua chè. Không biết người ta có mở không nữa. Hình như thứ bảy đóng ta. Chủ nhật. Chủ nhật không biết đóng không, không biết mở không nữa. Chè này thì hồi trước mới có ăn rồi, mới cũng có quay video rồi nhưng mà mới không có đăng các bạn. Nên thành ra bữa nay mới sẽ quay cho các bạn coi ha. Bữa. Không? Dạ. Nói chung là chè này là của anh chị hàng xóm mua xong, mua cho xong cái là ghiền luôn các bạn. Thì nó nằm ngay trên đường taxi các bạn ha. Quá bắt rồi đi mua. Dạ. Thì mới không biết là nó ngay đây các bạn ơi, hôm bữa thì có đi ông xã mà mới không có để ý đường. Bữa nay thì nói chung là ông xã của mấy chị mấy lần mới biết đó. Nói biết thì cũng không hẳn, mới để ý thì mới đúng hơn. Thì nó nằm ở trong này đây. Ok. I think they see open. Chắc mở nên mới đông xe. I think so. Đây các bạn, hello. Các bạn ơi, mình bị giống như là thèm ăn bơ mấy bữa nay rồi mà gần chỗ Mary á thì không có chỗ nào làm bơ ngon các bạn. Nên thành ra là mình cũng muốn đi ăn chứ không phải là không, mà kiếm nếu như là nghĩ chỗ nào mà làm bơ ngon á là không có, mà mình chỉ thèm ăn bơ thôi à. Đây là cái tiệm bubble tea đây. Nó có hai mặt, mặt này hoặc là mặt bên kia ha. Ngoài ra thì có bubble tea nè, chè nè, các loại đồ ăn giặt nè. Chia nè. Đây, ông xã mới đâu rồi. Đây nè. Đây là các loại gọi bubble tea thì cũng không hẳn các bạn ơi. Phải gọi là chè. Ở đây thì có này nữa ha. Nói chung hôm bữa ông xã của Mary mua cho Mary nguyên hũ mà Mary không ăn các bạn ơi. Ăn chè xong là ngán rồi, ăn hết nổi rồi. Đây, có loại bánh mì này kia đầy đủ hết trơn luôn. Đây là các loại nè. Thì Mary là rất là kiềng bơ nên là đa. Cái này hình như Mary ăn cái này các bạn ạ. Thì bây giờ là họ nhìn mặt ông xã Mary là nhớ luôn rồi. Ok, ok, biết thì nào muốn gì rồi. Ờ. Đây các bạn mình là sushi quà cũng nhiều quá hả? Ừ. Cha mẹ muốn ăn nào con? Hay là muốn ăn xe mạnh này? Ăn rô đi. Hay là muốn ăn rô? Cái đó hả? Spicy salmon, giá cái đó ngon đó. Thúy ăn không Thúy? Thôi ăn phải gì salmon không? Muốn ăn sushi không? Bây giờ thì Thami chọn cái này nè các bạn, cho Thami. Con muốn ăn nào? Thế này là ăn này à, nó ăn dưa leo thôi à. Dưa leo? Dạ. Ăn dưa leo. Dưa leo với lại sushi đó. Nếu mà lấy cho nó mấy cái này là một hồi nó gỡ hết, nó ăn cũng mỗi cơm. Đây nè. Dạ, là đúng rồi, em biết mà. 29. Này avocado. Nó, à, đây nè. Kappa. Kappa hả? Đây broccoli. Đây, hai em. Dạ. Bit one cucumber. Is this cucumber? Yeah, cucumber. Okay, so one order. That's it? Yeah, that's it. That's oops, oops. Đây ngay đây là ngay cái plaza đồ ăn nè. Bên kia có kem nữa nè. Trời ơi, coi con mắm thúi kìa. Trời ơi, nó bị dưa leo nhập tiếp rồi. Hôm bữa bị gà nhập bên này là dưa leo.
Mình có lấy cái đó trước cho chị. Bye bye. Rồi, đợi đi. Đây là 16 đồng. Đây bên này là nói chung là có nhiều đồ ăn đó bạn ơi. Ngay cái plaza nhỏ. Hồi nãy mình đang quay phim mà có phone các bạn ơi, có phone nói chung nói chuyện khá là lâu. Bên kia là có kem nè. Rồi mấy cái mì này kia các bạn. Không biết là của Nhật hay là của Hàn nữa. Đây ở trong này thì có pizza nè, vòng vòng đây để mưa coi quay cho các bạn coi vòng ha. Sẵn đang đợi đồ ăn á. Con tiệm quần áo nè. Ở trong cái này là cái plaza nhỏ, mới thấy là rất là nhỏ. Rồi coi nhỏ này, con ngựa nên là nó không có ngồi yên được. Nó phải chạy vòng vậy đó, chơi vậy đó. Hai thúi. Đó. Yes, cái đó của con đó. Đi lấy đi. Thank you. Rồi, chào ai hai đứa hả? Chào em kìa. Ôi em không cần, em có bao giờ mang dép đâu. Cho nó tối rồi, cho mang dép người ta. Lâu lâu thôi. Cái này 5 đồng. 5 đồng and up. Bên này cũng có mấy cái đồ cho các em bé nè. Đầm. Ôi ơi, em không thích đi shopping, em thích đi về. Ủa mua đồ chứ? Đây xong rồi. Cái gì lấy vậy? No. Ăn đi. À, các bạn ơi cũng đang đói bụng nữa các bạn. Đưa đây đưa găm đây ba đi cá bịch. Nè. Tammy Thiên này nhả găm chưa? Còn không muốn. Đây các bạn. Thật sự là nó quá bự các bạn. Có muỗng không? Có. Là ăn cái này là không có hết được các bạn ơi. Ngon thì có ngon thiệt nhưng mà bự quá trời bự. Cho nó ăn được. Ở đây thì có straw với lại muỗng các bạn ha. Con sẽ là ăn sushi. Ok, hai đứa ăn đi. Hai đứa ăn sushi. Mình đang đói bụng các bạn ơi, bữa nay mình cũng sáng giờ là làm đồ ăn cho khách. Ráng làm đồ ăn cho khách xong rồi. Nói chung là ăn ấy thôi à, không chưa có ăn gì. This is bigger. This is red. Oh wow, it looks so beautiful. What is the red thing? Cho. Đẹp thiệt đấy, cho cô trước coi. Cho cô trước coi, rớt giống hôm bữa tiếp. Ây da. Dạ. Đây các bạn, cái này là phần của Tammy đây. Đẹp thiệt. Cái này là thầy mì ăn không hết đâu, nhiều lắm á. Đâu Thiên nào, có Thiên nào đâu, mẹ cho cô chú cái. I have small. Đâu? Thiên này có small. Thiên nào có 4 đồng à. Của Thiên nào có 4 đồng à. Nó kêu nó có nhỏ xíu đây. Này là phần của Thiên nào đây. I have a small box. Yeah. Ok, ăn đi. You don't have to sit down, ăn xong rồi sit down. I'm not eating yet. Trời ơi, không biết ăn như thế nào luôn á. Đây là kem nè. Ở dưới đây. Đá xong rồi kem, xong rồi bơ, chè lò. Nó có nhiều loại nè, hai loại luôn. Đó, có hai màu nè. Xương xa xương sáo thì có hai màu luôn. Xong ở trên này là bơ.
Đó, kem một phần này là rất là nhiều. Thiên Hà thích ăn đá. Nó đam mê hình. Thích ăn bơ thôi, thèm ăn bơ mà tự nhiên tưởng là ông xã Mươi sẽ kêu cho Mươi cái sinh tố bơ không thôi. Người bơ nè. Để mẹ đang lấy nè. Nè. Bơ ngon quá, béo béo. Ngon không ta mẹ? Cái gì vậy? Sao mày bị sặc hả? Yêu thế? Trời ơi, khóc luôn trời. Nhả ra, không được tôi nhả ra. Tự nhiên khóc luôn. Nó kêu cái miếng to quá trời to, ăn không nổi khóc. Cắn một nửa thôi. Ăn đi. Ăn đi. Yeah, but when I'm done, like every time I feel like throwing up, I make this face. Tự nhiên ăn cho đã đời, ăn món yêu thích mà cũng khóc. Is nữa. It yummy though? Chị nào ăn của con đấy con. Hay là em muốn ăn của chị? Của con cầm rồi mà. Trời ơi, chị Tammy rảnh quá. Con cắn một nửa thôi, con cắn ăn từ từ cũng được, đâu cần phải thích big bite đâu. Nó bỏ nguyên miếng xuống, nó ẩn không nổi, xong nó khóc. Xe bên kia. Trời ơi, giỏi ra, xe này giỏi ra, ăn hết rồi. Ăn nữa không, ăn cái thịt kìa. Không ăn nữa tôi. Ngon. Ok. Được. Tôi này tôi này. Can I put this in the bag? Đây các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mimi. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye. Nói chuyện này người. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Tammy, bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Trời, nó không thèm nhìn luôn. Bye bye cô chú. À, đưa mẹ bye cắt lại.